Double decker bus. Xe buýt 2 tầng. Double decker bus. Xe buýt 2 tầng. Đây là loại xe buýt có 2 tầng giúp xe chở được gấp đôi lượng hành khách so với xe buýt thông thường. Yes. Coach. Xe khách. Coach. Xe khách. Xe khách giúp chở hành khách đi đường dài và có nhiều tiện nghi giải trí. Yes. School bus. Xe buýt đưa đón học sinh. School bus. Xe buýt đưa đón học sinh. Đây là xe buýt đưa đón học sinh sinh viên đến trường học. Chỉ ở Hoa Kỳ mới có xe buýt màu vàng đặc trưng này. Yes. Airport bus. Xe buýt sân bay. Airport bus. Xe buýt sân bay. Đây là phương tiện đưa đón hành khách từ nhà ga ra máy bay và ngược lại. Yes. Amphibious bus. Xe buýt lội nước. Amphibious bus. Xe buýt lội nước. Đây là phương tiện vừa có thể đi trên đường bộ hoặc đi dưới sông. Yes. Mini bus. Xe buýt nhỏ. Mini bus. Xe buýt nhỏ. Xe buýt nhỏ hơn xe buýt bình thường. Nó có thể chở từ khoảng 8 đến 25 người. Yes. Army bus. Xe buýt quân đội. Army bus. Xe buýt quân đội. Loại xe buýt này có thể vượt địa hình giúp quân đội chở binh lính và các sự kiện quân đội. Yes. London double decker bus. Xe buýt 2 tầng London. London double decker bus. Xe buýt 2 tầng London. Xe được đưa vào sử dụng năm 1956 và đã trở thành biểu tượng của thủ đô nước Anh. Yes. Electric bus. Xe buýt điện. Electric bus. Xe buýt điện. Xe buýt sử dụng năng lượng điện từ bình ắc quy hay dây cáp điện. Yes. Shuttle bus. Xe buýt đưa đón. Shuttle bus. Xe buýt đưa đón. Xe buýt được sử dụng cho các sự kiện thể thao, hội nghị, đưa đón đoàn. Police bus. Xe buýt cảnh sát. Police bus. Xe buýt cảnh sát.
Đây là xe buýt chuyên chở cảnh sát đi làm nhiệm vụ như kiểm soát đám đông, tụ tập chính trị, biểu tình hay bạo loạn. Yes. City bus. Xe buýt nội thành. City bus. Xe buýt nội thành. Đây là phương tiện đón trả hành khách theo tuyến cố định trong thành phố. Yes. Articulated bus. Xe buýt có khớp nối. Articulated bus. Xe buýt có khớp nối. Đây là loại xe buýt có khớp nối bẻ cong ở giữa để có thể kéo dài và vẫn di chuyển trong các con phố nhỏ. Yes. Open top bus. Xe buýt mui trần. Open top bus. Xe buýt mui trần. Đây là phương tiện sử dụng cho các dịch vụ du lịch và tham quan thành phố. Xe có 2 tầng và tầng 2 được thiết kế mở để du khách ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Yes. River bus. Xe buýt đường sông. River bus. Xe buýt đường sông. Phương tiện này chỉ đi đưa và đón hành khách dọc theo các con sông. Yes. Electric sightseeing bus. Xe buýt điện du lịch. Electric sightseeing bus. Xe buýt điện du lịch. Phương tiện này chỉ đưa đón hành khách tham quan trong khu du lịch có diện tích lớn. Yes. Metro. Tàu điện. Metro. Tàu điện. Tàu điện là phương tiện đi trên đường ray đón trả hành khách theo tuyến cố định. Tàu cần có đường ray và nhà ga để đón trả hành khách.